Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thông qua đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây là chính sách quan trọng nhằm giúp đội ngũ giáo viên ở các vùng khó khăn yên tâm công tác. Theo đó trong 5 năm tới, tỉnh Quảng Trị đầu tư gần 60 tỷ đồng xây dựng mới 399 phòng ở công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn. Quảng Trị phần đầu đến năm 2025, tất cả trường mầm non, phổ thông công lập ở các vùng khó khăn có đủ phòng ở công vụ cho giáo viên. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng đề án ước tính là 59 tỷ 850 triệu đồng, bằng vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, ngân sách và huy động từ nguồn xã hội hóa. Trong số 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục đang công tác ở các vùng miền núi khó khăn, có gần một nửa có nhu cầu nhà công vụ vì thế việc thông qua đề án để triển khai xây dựng nhà công vụ góp phần giúp đội ngũ giáo viên yên tâm gắn bó với trường lớp nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng miền núi đặc biệt khó khăn